Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia danh sách chờ nhận token NFT Max các bạn. Để tham gia giá hôm nay, quản lý phần link mô tả với cái video mình mở cái link form ngay các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa các bạn. Rồi trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây với việc bạn chỉ like nè các bạn. Các bạn trích dẫn với Twitter nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Ê, các bạn trích dẫn với Twitter các bạn. Còn đang test chứ NFT Max chứ username của nó các bạn. Là cộng NFT nè các bạn. NFT Mario. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại xong các bạn nấp lại các bạn. Các bạn mở link form và tiếp tục các bạn. Rồi tiếp tục thì nhiệm vụ thứ hai thì các bạn join kênh Telegram group đó các bạn. Rồi các bạn join vào. Trên Telegram thì các bạn join vào nhóm chat nè bạn. Sau khi các bạn join vào nhóm chat xong thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào ba cái bên cùng mà. Dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một setting, các bạn copy username Telegram của mình nằm chỗ này nè các bạn. À, cộng anh 4 số 1 nè, rồi bạn mới đáp lại. Chưa các bạn, chờ lên các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram nó nằm chỗ này nè các bạn. À, cộng anh 4 số 1. Tiếp tục thì các bạn gỡ là username Twitter vào cái đường link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè các bạn. Đây thì username mình nè các bạn, là cái ID mình nè các bạn. À, cộng MMO của mình, rồi bạn tiếp tục nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn qua Twitter cho trả lời nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn chia sẻ cái bài các bạn tài được quyết nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Các bạn mở cái link form ra lại, các bạn dán vào đây nè. Dán vào cái link quyết link nè. Rồi UID Twitter thì các bạn nãy cái username của tất cả các bạn điền vào các bạn. Mình là cộng MMO của anh nè các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ nha các bạn. Ok, rồi sau này có thông tin cập nhật lại con dự án NFT này mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cập nhật lại các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.